chưa được đâu, mở mở lại sao ấy, phải phát triển thực pháp. Ờ nhỉ, bạn tôi nói nhỉ. Đây này, của Nam. Mình đang muốn phát được nhưng mà hơi khó hát. Thôi mình bước cút đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.